Kỷ niệm 45 năm ngày ra trường. Khóa học 1976-1979, trường cấp 3 Việt Yên. Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2024. Bữa tiệc của bọn mình hôm nay rất là thịnh soạn, là do bạn Ước bay từ Sài Gòn ra chiêu đãi bữa tiệc này. Đây là bạn Ước. Sau khi học hết lớp 9 thì bạn Ước đã vào công an và bạn đấy làm việc ở Hà Nội, sau đó là vào Sài Gòn suốt 40 mấy năm qua, và đến hôm nay là ngày trở lại của bạn. Thế bây giờ Zalo này không có bóng đỏ thì không phải là đúng. Hôm nay thực sự phải cảm ơn vợ chồng nhà bạn Sắc và bạn Thái đã có cái cuộc kết nối để dẫn đến cái cuộc hôm nay ấy. Thì phải nói là cái công của trước hết là cảm ơn vợ chồng là Sắc Thái, thứ hai là các bạn ở cùng Bắc Ninh này để có buổi triệu tập ngày hôm nay. Thế thì cái hôm nay đấy thì cũng là nhờ cái công kết nối đấy và chúng ta có mặt hiện nay ở đây là có 16 bạn. Tôi bây giờ chắc là các bạn đây thì chẳng phải giới thiệu nữa, chúng ta tự tìm hiểu. Có thể là lúc đầu đến có lúc có bạn nhớ bạn quên, nhưng bây giờ có lẽ chẳng ai không biết ai nữa rồi, đúng không? Còn ai quên ai thì tôi giới thiệu ở đây đủ hết. Chắc là tôi rồi, đúng không? Vâng. Thế quay lại nội dung ý, thì tôi đề xuất như thế này. Năm trước thì chúng ta cũng có ý định là chúng ta học mạnh 45 năm. Còn lấy bỏ vào lớp gốc thế này thì là 48 năm, hay là mình nói là giá trị lõi. Thế thì nói tóm lại là 45 năm hôm nay mình gặp lại nó. Xin đi các bạn luôn, chúng ta sẽ có hai cái định hướng. Một là có thể coi như đây là một cái buổi gặp mặt thường niên được không, hay là chỉ là một cái buổi trao đổi có tính chất là nhóm như thế này để chúng ta thiết lập một cái cuộc khác như ý kiến bạn Sắc đưa ra ban đầu là như vậy. Thế thì là ý kiến các bạn là như thế. Thứ hai nữa, nếu đây là cuộc gặp thường niên, gặp mặt bình thường để chúng ta bàn một cái chuyện khác nữa thì chúng ta sẽ như thế nào, thì để các bạn cứ cho ý kiến, sau đó thì chúng ta cùng quyết định cho nó rõ ràng. Thì cái việc tốt nhất hôm nay có mặt ở đây đông đủ, các bạn cứ thoải mái trao đổi, mặc dù nó rất là muộn rồi, bây giờ là 12:10, nhưng mà chúng ta cũng thời gian thì chắc chúng ta đã bỏ ra ngày ra buổi để đây với nhau, thì tôi nghĩ là chúng ta nên có ý kiến trao đổi. Thế sau đây thì chỉ đi với các bạn, trước hết là ý kiến của bạn Sắc, người mà khởi xướng và tổ chức cuộc vui hôm nay. Rất may là chúng tôi cũng liên lạc được với các bạn cũng đã ủng hộ cho cái buổi hôm nay. Thứ nhất là tôi cảm ơn các bạn và đồng tình theo một cái nghĩa chúng ta nên làm, phải nên tổ chức, phải nên duy trì. Đấy là cái điểm tốt nhất. Mà mỗi khi bạn, tôi có ý kiến như thế này, mỗi khi bạn Long mà đã lên Zalo nhóm mà có ý kiến đối với, ví dụ như cứ theo quy định ban đầu là vào đầu tuần đầu của tháng 5 hàng năm, thì khi bạn Long đã lên Zalo thì bạn nào tranh thủ thu xếp cái thời gian theo đúng cái lịch trình mà bạn Long đã có ý kiến thì ta nên thu xếp công việc của mình để tạo điều kiện để làm nhau. Và tôi nghĩ rằng trong một năm chúng ta mới gặp nhau có một lần, thì các bạn cũng mong các bạn cố gắng. Tôi nhất trí theo cái hướng của bọn ông đây là ta làm một cái có thể là học lớp, có thể là cái tập viên. Thì tôi xin có ý kiến như vậy, thì cũng mong các bạn đã ủng hộ và rất cảm ơn các bạn đã có mặt hôm nay. Mình lại được đi học cùng nhau để củng cố cái trí tuệ cuộc đời. Đấy. Thế thì các cụ ngày xưa có dạy là dĩ trí thì vi hưng, cho nên phải đi học. Chứ còn nếu mà muốn đọc có ăn no vác nặng thì là chắc là cứ cày cuốc nông nghiệp cũng được. Đấy. Thế thì cũng rất là vinh hạnh muốn nói với cả trường đấy. Thế thì cái lỗi hôm nay thì cũng là các là sẵn sàng là các anh các chị chắc cũng bỏ qua cho thôi, bởi vì muộn quá. Đấy. Thế thì bây giờ cũng không muốn nói gì, bảo bây giờ ai thành đạt hay là không, ai không thành đạt hay là cái này cái khác thì chúng mình cũng không nói nữa. Cái đó thì nó sẽ lại đường. Thế nhưng mà cái tình cảm gắn bó đó,
Thế thì là cái được cái truyền thống thì nó là cái vĩ đại nhất. Đấy. Thế thì cái mong muốn thì nói chung là thôi chúng ta thì nói chung là chờ đợi cho đến bây giờ là coi tức là người ta nói là đến coi như được 49-50 đã là khó thác mệnh trời rồi, tức là chi thiên mệnh. Thế mà đến 60 là lực bất tòng tâm. Thế mà đến 70 là cổ lai hy, tức là xưa này thích, tức là người ta không thèm chấp nữa. Thế thì bây giờ chúng mình lại nhưng người ta không có cửa đến 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 tất cả các anh các chị rồi. Chắc là mấy đâu, không có nhiều nữa. Thế thì thực ra là thế này là vinh hạnh lắm. Cũng không biết nói gì hơn là nói chung là thôi các anh các chị cùng toàn thể các gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc. Anh ơi, em hiểu rồi. Thế báo cáo với các bạn cho mình phát biểu ý kiến một chút thôi là để ăn nói lắm rồi, nói lắm từ sáng trước rồi anh để tới. Thế báo cáo hôm nay các bạn là hôm nay các bạn là đến đông đủ này là vợ chồng mình là cũng rất là vui, nhưng mà hôm nay thật ra là mình là cũng chỉ là kiểu mà ban tổ chức thôi. Bữa chính hôm nay thì là bạn ước là muốn gặp mặt các bạn và mời các bạn. Thế nên cho nên là các bạn là cứ vui vẻ phấn khởi về xong ăn xong nhá, xong rồi bàn nhau xem đi Sầm Sơn Sapa hay là đi món nào rồi xong đi trao. Thế bây giờ thật ra là đói lắm rồi thôi. Xin cho các bạn cho mấy chén rồi cũng đói lắm rồi. Thế là ước phải vui kiến chứ. Đấy, vui kiến. Thái báo cáo thế rồi cho bạn ước có ý kiến đi. Nói thì chưa hết là cảm ơn tất cả mọi người. Đây cũng đã là mình rất vui rồi. Cái thứ hai mọi người mạnh khỏe, hai gia đình nhà hai hạnh phúc, thế này càng vui. Đây thực ra gặp được các bạn là mình rất biết ơn. Chúng mình vốn căn bản là 40 mấy năm bây giờ mới gặp nhau. Cái đấy là cái cũng tất cả những cái thứ khác. Bây giờ chúng mình nâng ly chúc sức khỏe chúng ta đi qua. Và bây giờ thì con xin được mời tất cả các cô, các bác, các chú chúng ta sẽ cùng rót rượu để cùng nâng ly khai tiệc trong bữa tiệc ngày hôm nay được không ạ? Xin được trân trọng kính mời các bác, các cô, các chú ạ. Vâng ạ, và bây giờ con xin được mời các cô, các bác, các chú đứng cả ra đây không ạ? Để con xin được bắt nhịp 2 ba rô và 2 ba đoàn kết nhé. Được chưa? Rồi ạ, cả nhà mình cùng đứng dậy ạ. Đâu, Phước đâu. Con xin được hô 2 ba rô, 2 ba là đoàn kết nhá. 2 ba, đoàn kết xin mời. Vâng ạ, xin được cảm ơn tất cả các cô, các bác, các chú rất nhiều. Và trong chương trình bữa tiệc buổi trưa ngày hôm nay thì cho phép các nghệ sĩ chúng cháu xin được gửi tới tất cả các bác, các cô, các chú những bài hát để gợi nhớ lại kỷ niệm ngày xưa. Với một bài hát đầu tiên thì Bảo Quỳnh xin gửi tới toàn thể các cô, các bác, các chú với bài hát Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Xin mời quý vị cùng giúp đón nghe ca khúc này. Thời gian trôi qua đâu chỉ trong lặng yêu kỷ niệm thân yêu ngày xưa cùng nhau mãi tin tưởng tôi bạn bè luôn yêu ơi sẽ còn nhiều những lúc dễ thương để rồi mai chia xa lòng chưa dâng lên tiếc thương nhớ bạn bè nhớ mãi chuyện xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ cho tim đơn nhau. Thời gian sau đi đâu xin hãy đi chưa. Dù mất bao nhiêu tình yêu khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, vẫn đôi còn dòng mãi tiếng.
Bà mẹ xa nhau chưa bao lần gặp lại, kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừa. Anh đó phương xa, tôi người nơi xứ lạ. Cuộc đời đổi thay, cho mình thương nhớ ai. Kể chuyện ngày xưa, bao năm dài miên man. Mình ngồi bên nhau, chưa dám nói lên lời. Thương tiếc cho nhau, hai tâm hồn thơ dài. Để rồi xa nhau, mà nặng mối tình sâu. Đêm nay tôi ngồi một mình, ôn lại kỷ niệm xưa mà lòng nghe vẫn buồn. Mơ sao tiếng hát câu hò, thương người em nhỏ bây giờ đâu. Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng quán dài, gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Kể chuyện ngày xưa bao năm dài miên man, mình ngồi bên nhau chưa dám nói lên lời. Thương tiếc cho nhau hai tâm hồn thơ dài, để rồi xa nhau mang nặng mối tình sâu. Đêm nay tôi ngồi một mình, ôn lại chuyện ngày xưa mà lòng nghe vẫn buồn. Mơ sao tiếng hát câu hò, thương người em nhỏ bây giờ đâu. Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoáng dài, gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành em từ đây chỉ có bạn bè thôi. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành em từ đây chỉ có bạn bè thôi. Vâng ạ, kính thưa toàn thể các cô các chú, một lần nữa thay mặt cho ekip chương trình, thay mặt cho các nghệ sĩ xin được cảm ơn tất cả của chú rất nhiều và chúc các cô các chú có một bữa tiệc họp lớp thật là vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc ạ. Xin được chân thành cảm ơn tất cả các cô chú rất nhiều ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.